Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Thì một cái cây hoa giấy đang rực rỡ hoa như thế này đẹp thì cần có một cái nguồn phôi sạch cây đẹp của anh chị em để ghép vào ha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại Quyền Lấp Vò đến nhà vườn chị Quỳnh Như, sẽ có một số phôi phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình giao lưu nha. Và em chào chị. Em chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang xem clip. Nay em lên tiếp clip mới, mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ em ạ. Dạ, đầu tiên là mã số 1, hoành 31, cao 57, số đấy là 49. Em giao lưu là 260k. Để đặt quý anh chị em. Mã số 2, hoành 18, cao 42, số đấy là 35. Em giao lưu là 120k. Mã số 3, hoành 20, cao 59, số đấy là 54. Em giao lưu là 150k. Mã số 4, hoành 34, cao 57, số đế là 44, em giao lưu là 190k. Mã số 5, hoành 27, cao 52, số đế là 46, em giao lưu là 180k. Mã số 6, hoành 35, cao 60, số đấy là 32, em giao lưu là 400k. Mã số 7, hoành 24, số đấy là 56, em giao lưu là 180k. Mã số 8, hoành 24, cao 60, số đấy là 48, em giao lưu là 160k. Mã số 9, hoành 32, cao 49, số đấy là 40, em giao lưu là 260k. Mã số 10, hoành 28, cao 46, số đấy là 42, em giao lưu là 180k. Mã 11, hoành 31, cao 58, số đấy là 50, em giao lưu là 260k. Mã 12, hoành 21, số đấy là 50, em giao lưu là 180k. Mã 13, hoành 21, cao 66, số đấy là 50, em giao lưu là 170k. Mã 14, hoành 26, cao 53, số đấy là 38, em giao lưu là 170k. Mã 15, hoành 20, cao 49, số đấy là 43, em giao lưu là 160k. Mã 16, hoành 28, cao 64, số đấy là 44, em giao lưu là 120k. Mã 17, hoành 24, cao 57, số đấy là 42, em giao lưu là 130k. Mã 18, hoành 21, cao 61,
Hoành 20, cao 61, số đế là 48. Em giao lưu là 150k. Má 19. Hoành 23, cao 56, số đế là 45. Em giao lưu là 160k. Mã 20. Hoành 27, số đế là 42. Em giao lưu là 160k. Mã 21. Hoành 28, cao 61, số đế là 45. Em giao lưu là 200k. Mã 22. Hoành 18, cao 50, số đế là 44. Em giao lưu là 100k. Mã 23. Hoành 20, số đế là 47. Em giao lưu là 150k. Mã 24. Hoành 20, cao 46, số đế là 37. Em giao lưu là 160k. Mã 25. Hoành 31, cao 54, số đế là 44. Em giao lưu là 260k. Mã 26. Hoành 31, cao 40, số đế là 44. Số đế là 33. Em giao lưu là 170k. Mã 27. Hoành 25, cao 68, số đế là 44. Em giao lưu là 200k. Mã 28. Hoành 16, cao 72, số đế là 40. Em giao lưu là 100k. Mã 29. Hoành 28, số đế là 52. Em giao lưu là 200k. Mã 30. Hoành 28, cao 56, số đế là 38. Em giao lưu là 190k. Mã 31. Hoành 24, cao 53, số đế là 47. Em giao lưu là 160k. Phô một rải quý anh em, rất lực. Mã 32. Hoành 24, cao 55, số đế là 48. Em giao lưu là 180k. Mã 32 cũng là mã cuối của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ở clip này và những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Quỳnh Như nha.